Thì em mới hỏi anh Văn Anh đi uống cà phê không. Thì anh Văn Anh quay qua, anh Văn Anh nói không, anh không đi đâu, anh phải đi dạy rồi. Tự nhiên nắng nó chiếu vô mặt ổng, xong ổng nhăn nhăn ổng. Cái xe em nghĩ trong đầu, mẹ ơi, sao xấu dữ vậy? Thì em về em nhắn tin cho bà, trời ơi, ổng xấu lắm bà ơi, ổng xấu lắm. Trong phim đó thì Vi là người mà có tình cảm giữa cái vai của em và vai của anh Lam Trường. Thì có thân mật với hai người này thôi. Thì cũng có một cảnh cũng thân mật với Lam Trường. Thì hôm đó là em không đi quay, em nhà em khó chịu lắm. Đến khi phát sóng cái tập đó lên em xem em lại càng khó chịu. Chị Vân, chào anh Thuận, chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Em là Lê Văn Anh, năm nay là 35 tuổi. Em thì là quê gốc miền Trung, học Hà Nội và bây giờ làm việc ở Sài Gòn và lấy vợ Sài Gòn. Và bây giờ sống Sài Gòn thì cũng đã được 7-8 năm rồi. Và đây là vợ là Lê Thị Tú Vi. Rồi. Trời ơi, Lê Tú Vi. À thế hả? Chị gắn cái chữ Thị vô khi nó nặng dễ sợ luôn vậy đó hả? Mà hiện nay thì là ngoài công việc là đi diễn ra thì em còn thật ra khi mà lập gia đình với Vi rồi, và đặc biệt là khi có con, thì em không có tham gia nhiều vào phim nữa. Thì em làm cái nghề chính của em đó là giảng dạy piano. Em có mở một trường âm nhạc. Và em quản lý và em giảng dạy luôn. Rồi bây giờ mời em. Dạ em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Em tên là Lê Thị Tú Vi. Dạ đúng theo sự giới thiệu của chồng em, nghệ danh là Tú Vi, em là diễn viên. Năm nay em 34 tuổi. Thì trời, bất ngờ phải không? Tâm hồn đúng không? Trời hết hồn vậy trời. Sao cứ giật mình đùng đùng vậy? Em không giới thiệu là anh em hai mấy tuổi. Không thiệt. Nhìn thiệt. Hai đứa là đã làm việc chung với nhau rồi mà bữa nay em mới biết được là cô hàng tâm á. Hiện tại thì bởi vì sau khi sinh con thì em không có thể dành nhiều thời gian để đi diễn nữa, cho nên là em có mở một cái kinh doanh riêng. Anh có cho em 2 phút quảng cáo, cho em vài giây quảng cáo, mời em. Mọi người ạ, một cái spa nhỏ nhỏ tên là An Beauty Center ở số 10 Nguyễn gì ta? Trời ơi, gì kỳ vậy em? Dạ, An Beauty Center ở số 10 Nguyễn Văn Thủ, quận 1. Hèn gì, cổ sở hữu một cái spa hèn gì á mà cổ vừa trẻ vừa đẹp, da mặt mướt mát, không da mặt da người luôn chứ. Bây giờ kể cho chương trình nghe đi, là cái chuyện tình của các em bắt đầu như thế nào, lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Thì đó là em và Vi được mời là tham gia một bộ phim ca nhạc, đó là phim Bếp Hát vào năm 2013 dạ. Thì Vi là vai chính và em cũng là vai chính luôn. Và khi nhận phim đó thì cả hai đều không biết gì về nhau. Em không biết gì về Vi và Vi không biết gì về em. Lúc đó là em mới vào Sài Gòn đúng không? Em mới vào được 2 năm. Thì chỉ có gặp nhau lần đầu tiên là cái buổi tập nhảy trước khi mình vào quay phim. Thì gặp nhau cũng không ấn tượng gì. Còn Vi thì sao? Có ấn tượng gì về anh không? Em cũng không ấn tượng gì. Bà trợ lý của em, bà nói là bà đóng chung với lại anh Lê Văn Âm hồi xưa đóng Hàng Mặc Tử đó, đẹp trai lắm. Xong rồi search ra cái Google cho em coi bài báo hình của ổng. Thì lúc đó ngồi cũng xa cỡ như em với anh Thuận vậy nè. Thì đưa cái laptop ra em dòm qua, cái em nói ok cũng được. Cái em không có nghĩ trong đầu là em không nhớ gì hết, em không ấn tượng gì. Nhưng mà khi mà đi quay á, tập nhảy xong đi ra ngoài mà chuẩn bị đi về rồi, thì em mới rủ mọi người đi uống cà phê. Thì em mới hỏi anh Văn Anh đi uống cà phê không. Thì anh Văn Anh quay qua, anh Văn Anh nói không, anh không đi đâu, anh phải đi dạy rồi. Tự nhiên nắng nó chiếu vô mặt ổng, xong ổng nhăn nhăn ổng. Cái xe em nghĩ trong đầu, mẹ ơi, sao xấu dữ vậy? Cái em về em nhắn tin cho bà, trời ơi, ổng xấu lắm bà ơi, ổng xấu lắm. Nhưng mà sau ngày hôm đó, cái tự nhiên đi chụp poster, cái make up từ này nọ lại đẹp trai, cái em thấy đẹp. Đẹp như em thấy đẹp lại. Mà chị hỏi nè, cái ngày mà đi lên chụp hình poster á, là em đã có ấn tượng chưa? Em cũng chưa luôn. Em chỉ ấn tượng với Vi là cái cảnh quay đầu tiên quay với nhau. Đúng cái cảnh mà cũng hơi tình cảm một xíu, để diễn bằng mắt nhiều. Cho nên là em hơi bị hút một xíu vào khúc đó. Mắt đó, đẹp, mắt tròn. Và trong bộ phim đó anh biết được là cũng có nhiều kép, và cô này là một diễn viên mà có anh nhiều anh kép theo đuổi. Vậy thì trong lúc quay, khi đã có tình cảm rồi thì ổng có ghen không? Có chứ. Tôi ghen. Ghen với những cái kép khác đó. Thì ra trong phim đó thì Vi là người mà có tình cảm giữa cái vai của em và vai của anh Lam Trường. Thì có thân mật với hai người này thôi. Thì cũng có một cảnh cũng thân mật với Lam Trường. Thì hôm đó là em không đi quay, em nhà em khó chịu lắm. Đến khi phát sóng cái tập đó lên em xem em lại càng khó chịu. Không phải. Mình thấy cái cảnh đó. Rồi sao rồi em thể hiện không? Nhưng mà nghề của mình mà, thì cái đó chấp nhận thôi. Mấy phim sau cái hỏi có cảnh hôn không, có cảnh hôn kêu thế thân đi. Thế thân là em vô thế đó phải không? Dạ không, không vẫn có cảnh hôn, nhưng mà không quay cảnh hôn, em lên em ngồi bên cạnh thôi. Em ngồi cạnh mo đạo diễn. Trời ơi, anh quan sự không dám hôn em luôn á chị. Hôn như cái mũi thôi à. Tức là em cũng không có phải là cái mình cấm vợ mình sẽ quay những cảnh đó về phim. Đắt buộc có những cái cảnh sẽ cần phải có sự tình cảm đó mới đạt hiệu quả cao. Thì em vẫn thoải mái thôi. Nhưng mà ngay cả chính em khi nhận những bộ phim đó, những cảnh đó mình không thoải mái. Vì tất cả cái gì mình muốn dành cho người quan trọng rồi á, thì khi diễn mình cũng không thấy thoải mái nữa. Và đó cũng là một trong những cái lý do mà một số phim có nhiều cảnh quá em không nhận.
Cho nên bây giờ mà đạo diễn mà coi chương trình này rồi chắc cũng cũng không ai mời nữa luôn, coi như không ai mời phim. Thời đó giờ đó ai mời phim em thôi. Chỉ mời đóng vô những cái vai bà mẹ đơn thân thôi. Đó. Rồi sau đó thì sao? Cái tình cảm của các em tiến triển như thế nào? Nếu mà nói về cái cảm xúc của em lúc đó thì chắc phải nói sơ qua về cái tính cách của em. Trước khi gặp Văn Anh á thì em cũng có một vài mối tình, nhưng mà em chưa bao giờ em nghĩ trong đầu là mình sẽ cưới chồng, tại vì em không nghĩ rằng cái việc lấy chồng và lấy sinh con nó quá sức với em nghĩ nó quá sức với em. Em không có đảm đương nổi cái nhiệm vụ làm vợ rồi làm mẹ này nọ đâu. Cho nên là khi mà gặp Văn Anh thì có cảm tình lúc đó rồi, em cứ nghĩ là ok, trong cái bộ phim này mình gặp mình có cảm tình, có thể là mình không nghĩ dài lâu mà em cũng nghĩ là nó sẽ dài lâu. Xong rồi em thấy là ảnh rất là an toàn, ảnh nhẹ nhàng và ảnh tôn trọng mình, và ảnh rất là hài hước. Cho nên là em cảm tình càng ngày càng nhiều. Và khi mà đi chơi với nhau này nọ thì em nhớ có một lần khi mà nhắn tin á thì ảnh nói với em rằng là anh sẽ cưới em làm vợ. Thì tự nhiên em khẳng định luôn có hai, dạ đúng rồi, mà múc mới quen thôi hả, mà có hai luồng suy nghĩ trong đầu em. Một là ông mày xàm tào lao, mới quen tự nhiên đi nhắn vậy, nhưng mà lật lại em lại thấy cũng hay hay, chưa bao giờ có một người nào nói với mình cái câu đó. Thế còn Văn Anh thì sao ạ? Cái điều gì mà ở Tú Vi mà khiến cho em quyết định rằng là em cua cô gái này, cưới cô và gái, nhắn cho cổ cái tin là anh sẽ cưới em? Em cũng có một cái cảm giác như là Vi nói với em hôm nay, đó là cảm giác an toàn, và cũng tự nhiên em thấy à, người này sẽ là vợ của em. Và em nhớ cái lần mà em càng khẳng định hơn nữa cái việc là em sẽ cưới Tú Vi, đó là trong cái quá trình quay bộ phim đó có một lần hai người cũng giận nhau. Có lẽ đó là lần giận nhau mạnh liệt nhất. Giận nhau xong rồi chia tay. Giận nhau chia tay đau luôn, đớn quằn quại đau khổ khóc lóc. Em tự nhiên em thấy không thể nào mà thấy thiếu cô bạn này được. Là em trong lúc đang còn giận nó thì em lại luôn em bảo là anh muốn đeo cái nhẫn lên tay của em. Không, anh nói sai rồi. Cái lúc đó anh nắm tay em xong anh nói là anh muốn đôi bàn tay của chúng ta sẽ đeo nhẫn. Tay chúng ta đeo nhẫn, đúng rồi. Thì là từ đó trở đi là em xác định luôn Tú Vi là sẽ là vợ của em. Vậy lúc nào lúc mà em cầu hôn vợ em á thì như thế nào? Cái hôm đó là coi như là mình đi chụp hình cưới rồi đó chị. Thì em vẫn chưa hề có một cái sự cầu hôn nào từ anh ấy cả. Khi mà chụp hình cưới gần xong tới tối rồi, chụp ở ngoài resort, em buồn ngủ lắm rồi, em tẩy trang rồi, em thay bộ đồ bộ ra rồi. Thì ổng tự nhiên em thấy ổng khoác áo vest vô. Cái xong rồi cái em cũng bình thường thôi, ổng nói đi ra ngoài bãi biển ăn hải sản gì đó thì ok, em nói để em cầm thêm bịch cơm cháy em đi ra. Bước ra tự nhiên thấy mọi người ồ ra, bạn bè của em ồ ra, xong đèn thì chiếu luôn tà la, xong ổng cầm đàn guitar ổng đàn xong cái ổng quỳ xuống, em làm vợ anh nha. Là trời ơi, em cũng cảm động. Em không, anh em thấy là trời ơi, trời ơi, đầu óc đầu tóc mình thấy ghê, mặt mày thấy ghê, ổng mặc áo vest ổng đẹp lồng lộn gì đó, để mình thấy quỷ cái đưa nhẫn không lúc đó vẫn không có nhẫn, anh chỉ có bó hoa thôi với cái bánh, tự vì hai đứa đi quay chụp hình cưới, chụp hình cưới, nhưng mà chụp là chụp cho mình hay là chụp cho một cái thương hiệu nào đó? Chụp cho mình. Là em không nghĩ là sẽ có cầu hôn, tự vì đã sắp xếp lại rồi. Như vậy là đêm đó là không có nhẫn? Không có nhẫn. Còn vậy thì sau đó có nhẫn không? Có, sau về thì mới dẫn đi mua nhẫn. Nói về câu chuyện cái nhẫn á, nhẫn đến hôm á thì là nó là một cái câu chuyện cũng rất là gây cho em nhiều cảm xúc. Tại vì lúc đó thì hai vợ chồng chưa có khá giả, tức là cũng bình thường thôi. Và lúc đó thì tặng em một bộ nữ trang. Thì khi em mở ra thì em thấy là em nghĩ nó là hộp xoàn kim cương, anh hiểu không? Trời ơi, em wow, đây là kim cương là như vậy hả? Và hỏi cái giá trị của nó để mình biết mình gìn giữ cho nó kỹ. Thì khi mà hỏi thì biết đây là cái đá thôi, chứ nó không phải là kim cương. Dạng giống như là mặt của mình nó có một cái chút gì đó, nó biến sắc. Cái mặc dù lúc đó tiền không có nhiều nhưng mà Văn Anh vẫn dắt em đi thẳng lên lầu để mà chọn một cái chiếc nhẫn cho em. Bằng hộp xoàn? Dạ, chiếc nhẫn kim cương cho em. Nhẫn đó giờ còn không? Dạ, có phải không? Còn chứ. Và bây giờ nghe em kể lại thì anh vẫn cảm nhận được là nó cũng rất là lớn đối với em cho tới thời điểm này, đúng không? Dạ đúng rồi, nó rất là lớn. Quá quý. Rồi, hai vợ chồng lấy nhau được bao lâu rồi ta? Dạ, 4 năm. Có một em bé rồi. Dạ. Bé này nhiêu tuổi rồi Vi? Dạ, được 16 tháng. Thấy Văn Anh là một người rất là điềm đạm ha. Một người đàn ông rất là phong độ như thế này, vậy thì có tật xấu gì không? Cái tật xấu của Văn Anh em nghĩ là... Cái tật xấu thì có lẽ cũng không có nhiều. Trời, em không biết ổng có tật xấu gì luôn á. Có thể là sao ta? Ổng quá hiền chăng? Hiền lắm. Hiền nên hay bị người ta kiểu như ăn hiếp á. Nói ăn hiếp thì hơi quá, như kiểu hay chịu thiệt thòi về bản thân á. Trời, cái đó không phải tật xấu. Không, cái đó là tính tốt em. Khuyết điểm, cái đó là khuyết điểm. Khuyết điểm là đúng đó. Ví dụ như em hiền quá cũng không phải là tốt. Đó, nó gọi là nó chưa phải là nhu nhược, nhưng mà nó là bị gọi là hiền vượt mức cho phép á là cũng không được. Dạ. Bây giờ trong nhà trong cửa nè, có lười biếng không? Không. Bây giờ á, sao ngộ ta cái cặp này giống như là mình gợi ý thì họ đi nói xấu nhau vậy đó, giống như tự nhiên cái mình trở thành người xấu vậy đó. Không phải, bây giờ ảnh á nha, ở nhà nếu như mà thí dụ như thấy mà đóng chén chưa rửa, em nhào cho em rửa thì ổng lại không cho em rửa.
ổng sợ em bị nhức tai, tại vì em sinh xong em hay bị nhức tai, ổng phải dành ổng rửa. Nếu mà có tật xấu thì có cái em không có không thích thôi. Nhưng cái đó là cái sở thích duy nhất mà Văn Anh có, đó chính là Văn Anh hay đi đá banh ban đêm và về trễ và tắm đêm là em không thích. Em sợ tắm đêm nó nguy hiểm. Cái đó cũng là cái tật đó. Đó. Bây giờ còn gì nữa không? Khui ra đi. Có ghen không? Bây giờ còn ghen không? Em sẽ chả ghen gì hết. Có thể là đó cũng là tật xấu nhỉ. Không thấy không ghen gì em chứ. Tại vì Vi không có đem lại một cái cảm giác gì mà phải ghen hết. À. Thôi vậy thôi, tao không xấu bắt tao khui hoài à. Giống như dạch lá tìm sâu vậy đó. Khui bên đây em đó Văn. Em khui bên đây chắc có nhiều sâu nè. Giống như Vi mới nói rửa chén này nọ thì cũng bị trong nhà thôi. Cũng thông cảm, giờ này Vi cũng hay bận chăm con này nọ thì chạy đi chạy lại thì chỉ có một cái em cái xấu thôi, nhẹ nhẹ đó là hơi lộn thuộm xíu, hơi bừa bộn, hơi bừa bộn xíu. Ừ. Chẳng hạn như ngồi đâu mà làm cái gì đó thì dùng đó luôn, mà em thì tính em cũng hơi 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 gọn gàng. Có thể là em gọn gàng quá, nhiều khi em không dọn anh dọn cho em luôn đấy. Trời, anh mắc em... nó kìa, thiệt á. Anh chỉ biết sao tự nhiên sạch mình dọn hồi nào mình không nhớ. Hồi nãy Tú Vi á thì nói rằng là Văn Anh là một người rất là hiền, vậy thì ngược lại cô ấy có hiền không? Vi là người cá tính. Chẳng hạn như đứng trước một cái sự việc thì Vi, chẳng hạn xảy ra như thế thì Vi sẽ là cái người mà nói ngay lúc đó, thậm chí to tiếng ngay lúc đó, giải quyết xong luôn. Nhưng mà em thì xử lý cái việc đó lại khác. Em không có sổ lên, em xử lý một cách nhẹ nhàng hơn kiểu đó. Thì là nóng tính. Nếu mà để cái người như em mà nóng tính lên ấy, thì rất là kinh khủng. Thì có thể cái hậu quả nó khó lường. Là cọc. Vậy là đó, cái tính cọc đó là... Dạ đúng rồi, vậy thì thêm một cái tính xấu nữa này. Là cọc. Là cọc, là khi mà lái xe, lái xe hơi. À, nếu như mà có ai mà lái không có ổn ở ngoài đường mà kiểu lái hơi mất nết chút xíu ha. Là nếu như kiểu... không có Vi mà em đi một mình chắc chắn sẽ có chuyện. Ồ đó, à. Nóng tính. À, lúc đó em tàn là thôi bỏ. Vậy thì nếu như cho các em những cái điều gọi là mong muốn về người bạn đời của mình thay đổi thì có không? Tú Vi có muốn Văn Anh thay đổi gì không? Em không có mong Văn Anh thay đổi gì hết. Em mong là Văn Anh vẫn cứ như bây giờ là càng tốt, đừng thay đổi một cái gì nữa hết, nhất là tình yêu dành cho em. Dạ, có bất hiền không? Có cần bất hiền không? Nếu như mà Văn Anh cứng rắn hơn một chút xíu và quyết tâm hơn trong công việc đó thì em nghĩ là sẽ tốt hơn. Văn Anh, em muốn Tú Vi thay đổi điều gì? Cũng không muốn Vi thay đổi gì luôn. À. Dạ, bởi vì em thấy cuộc sống của em với Vi bây giờ đang những cái mà em có đang rất là ổn. Và những cái mà mình tiếp xúc với nhau, những cái mình va chạm với nhau em thấy là đang đem lại hạnh phúc cho nhau. Ôi cái cặp đôi này quá đẹp rồi. Thì đó. Khuyến gì nữa vậy? Thực ra trong showbiz mà có những cặp đôi như vậy á, cặp đôi như tụi em nè, cặp đôi như của Ngọc Lan Thanh Bình nè. À, của em nữa, yeah. Của chị nữa, à, quốc cơ quốc nghiệp nữa. Đó. Rất là nhiều. Mình mong là nếu quý vị khán giả xem chương trình á, thì sẽ thấy được là trong giới showbiz của chúng tôi á, không phải là phiến diện như là những cái gì mà báo hay giật tít hay giật scandal. Chúng tôi cũng là những người bình thường có cuộc sống rất là hạnh phúc và biết chăm sóc yêu thương nhau. Cho nên rằng á, là hãy có một cái nhìn nó đa chiều hơn về giới showbiz của chúng tôi. Thực sự chỉ mong là như vậy thôi. Thật ra cuộc đời của cuộc sống hôn nhân của em với Văn Anh á, nó rất là bình yên và nó rất là nhẹ nhàng. Và cái đó là cái điều mà em mong muốn. Tại vì từ nhỏ cho tới lớn là em cuộc đời của em cũng không phải là quá, nó quá cơ cực, nhưng mà nó cũng gặp khá nhiều biến cố. Cho nên khi em gặp Văn Anh thì tất cả mọi người đều nói rằng Văn Anh giống như là một cái sự bù đắp mà ơn trên dành cho em vậy đó. Cho nên là em phải suy nghĩ rất là nhiều trong vòng một tuần qua để tìm ra cái khuyết điểm của Văn Anh, nhưng thực sự em không tìm ra được. Thôi em, hãy cứ là như vậy để có một sự đặc biệt đó. Mà phải nói là em với Văn Anh mỗi ngày chỉ nói những lời yêu nhau thôi. Tức là em lúc nào cũng nói là em yêu anh, em yêu chồng quá, chồng yêu em không gì đó. Em với Văn Anh lúc nào cũng nói những cái câu như vậy để mình bày tỏ cái tình cảm của mình dành cho đối phương. Và mình có thể già đi nhưng mà cái tình yêu mình nó sẽ không có già. Và rất là chúc mừng hai em nha, và xin được chia sẻ với niềm hạnh phúc của Tú Vi cũng như là Văn. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và anh Út Thận. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Tuấn Anh, hôm nay em 28 tuổi và em tới từ thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp hiện tại của em là thiết kế đồ họa. Thiết kế đồ họa. Còn em? Dạ em chào anh chị, em tên là Kim Hiếu, năm nay em 28 tuổi. Em nghề nghiệp của em là dược sĩ, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ cách đây 11 năm. Là hai đứa em là học chung cấp 3 với nhau. Là lúc đó là 15, 16 tuổi. 16 tuổi, lớp học lớp 11. Rồi. Dạ lúc đó là vợ em á, là ngồi ngang hàng bàn với em. Em thì khi mà học bài cái mình ngủ gục á, cái mình gục bàn xuống cái mình nhìn qua, mình thấy cô này lúc nào cũng cười hết trơn, mà cười tươi lắm, cái em ấn tượng lắm. Lúc đó là em mắc cười là bởi vì do ông gục xuống bàn hay sao vậy? Dạ không, lúc đó em không có biết là chồng em đang nhìn em, là em chỉ nói chuyện với con nhỏ kế bên thôi. Còn ông này là trong lúc học là ông buồn ngủ, ông nhìn lén. Nhìn lén, từ lúc đó là để ý cô này đúng không? Dạ để ý anh. Cái mình đợi cái dịp 20 tháng 11 á, đi chơi đầm sen nước á,
cái mình có cơ hội rồi mình mới mong em mình tới mình chơi chung với đám bạn, nhưng mà không biết làm sao, không biết làm sao để gây ấn tượng, cái mình mới chơi chấn nước á. Trời, chấn nước chấn gây, gây ấn tượng mình ấy là chấn nước em, chấn nước bồ. Dạ đúng rồi, ấn tượng gì dại lắm, cứ lật phao cho em chìm xuống dưới em uống nước đã rồi xong em ngóc đầu lên. Lúc đó em cũng khó chịu lắm, xong em cũng chơi lại gạt chân nắm đầu lôi xuống mà em là không lợi. Mạnh quá mà đúng không? Đúng rồi. Là buổi sau về là nghỉ học luôn, bệnh. Rồi tụi em thương nhau từ lúc nào? À nếu mà yêu nhau á là do nó là một đêm mưa định mệnh á anh. Đêm mưa định mệnh. Có người này là bị nước là giống như là gắn liền với nước thì sao á trời. Chấn nước rồi và yêu nhau là trong cơn mưa định mệnh. Có nghĩa là cái ngày mà 26 tháng 3 đó là cắm trại trong trường á, chơi xong về cái hai đứa đạp xe về chung nhau đó. Rồi trời mưa tối trời nó tất luôn. Đó cái hai đứa mới trú mưa cho bên hiên nhà người ta đó. Bước mưa lạnh cái em mới mong men cái tay á, mình nắm tay vợ em cái vợ em nó mắc cỡ mà cái giật lại, cái mình mới nói dùng chiêu mà mình nói xung quanh có nhiều người lắm nha, rút da người ta la lên đó để yên đi đó, cái vợ em đi cứ thế là quen nhau. Có nghĩa là gì, nắm tay cô kia giật ra là em mới nói này đông người lắm á. À, đúng rồi. Rút cái tôi la lên cái là ta là em hù là em la đó hả? Không, ý người ta la đó, người xung quanh người ta chọc á, cái vợ mất cỡ. Em là hay mất cỡ nên em để y nguyên luôn, thứ là ông đó không có cơ hội nắm tay em. Ừ. Nắm tay có làm là... nữa không? Đâu có, anh lạnh thôi, nắm tay gì thôi. Và cái đêm mưa đó là yêu nhau luôn? Dạ đúng rồi. Tụi em yêu nhau lâu không? Là cũng khoảng 8 năm. Yêu 8 năm nè, giờ cưới nhau được mấy năm? Dạ 3 năm. 3 năm. Được 3 năm. Có bé chưa? Dạ. Trời, có được 16 tháng. Dạ. Nhưng mà lý do tại sao tụi em yêu lâu vậy? Dạ tại vì hai vợ chồng em quen sắp 3 xong rồi học cao đẳng rồi lên đại học thì cũng mất 5 năm. Sau đó thì mình muốn cưới vợ thì mình mới chuẩn bị đầy đủ rồi mình mới cưới. Nhưng mà ba vợ em nói là thôi biết khi nào mới đủ, cứ thế mà làm tới đi. Là đó, thì cũng 8 năm. Tức là hai gia đình rất là ủng hộ cho cái mối tình của hai em đúng không? Dạ nói chung 8 năm vậy thôi, nhưng mà biết thì biết 1 năm thôi. Tại vì hai đứa em là quen nhau lén lút cái 7 năm. Dạ. Dạ, chứ là ba em không biết. Bây giờ là hai bên gia đình mới biết nè đúng không? Dạ, lên sóng là biết đó. Bây giờ mới biết. Ba vợ em là khó lắm, tức là đi học là không có muốn mà trai gái gì. Dạ, đúng rồi. Phải có công ăn việc làm ổn định đàng hoàng rồi mới nói tới chuyện hôn nhân. Ảnh mà qua gặp em thì ảnh chỉ đứng ở ngoài thôi. Cái kèn á bất tin ra hiệu em đi ra. Không, vậy tụi em cũng siêu phàm quá, giấu được tới 7 năm. 7 năm? Cây kim bọc 7 năm trời mới lòi ra hay thiệt. 8 năm yêu nhau, 3 năm sống chung với nhau. Dạ. Như vậy là vỏn vẹn là 11 năm. Dạ. Tức là tụi em đã quá hiểu nhau rồi, phải không? Vậy thì bây giờ về ở chung với nhau, có cái tật xấu nào lòi ra không? Chồng em thì chỉ có mỗi cái khuyết điểm là hơi nóng tính. Dạng như là tối mà ngủ á, ai mà khều khều á là hơi bị bực bội, la lên. Giống như con bé em dạo này nó hay thức đêm á, nó hay quậy phá, cứ lăn qua lộn lại không à. Mà nó chỉ thích là ba nó dỗ thôi, ba nó dỗ nó mới nín nó ngủ. Em dỗ em không được, cái em khều khều qua ba nó, cái ba nó bực bội quá, giục cái gối ôm xuống đất luôn, la lên vậy á. Nhưng mà cuối cùng thì ổng cũng dỗ, nhưng mà thích la như vậy đó. Dạ, là cái đầu là... Dạ, đúng rồi. Đã ngủ đúng không? Dạ không, tại trước đó thì em cũng bị mất ngủ hơn cái năm á. Nên cái chuyện mà giấc ngủ đó với em nó quan trọng lắm. Nhiều khi em ngủ không có ngon giấc nữa. Nên khi mà bị như vậy cái mình ảnh hưởng tâm lý á. Cái mình bực bội, mình khó chịu lắm. Nhưng mà nói mất ngủ vậy chứ hả? Mỗi lần mà ổng mua Lego về á là ổng có thể chơi tới 1-2 giờ đêm luôn. Nhà em bây giờ hả có một bộ sưu tập nào là máy bay, tàu chiến, mấy con thú, con lính nhỏ nhiều lắm luôn á. Sở thích đúng không? Dạ, đúng rồi. Ổng bây giờ vẫn còn. Nhỏ tới giờ đó. Còn gì nữa không? Với lại ngủ nướng nữa. Sáng cũng dậy trễ lắm luôn. Vậy có ngày cuối tuần có 2 thứ bảy chủ nhật thôi. Mà ổng ngủ nướng có khi là ổng cho em ăn sáng là khoảng 10 giờ. Sao em không tự mua? Em có phải, dạ đúng rồi. Phải tắm rửa rồi cho nó bú. Còn ổng là phải đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Mà ngủ gì trễ lắm. Giấc ngủ không quan trọng mà ổng ngủ nướng thấy sợ luôn. Dạ. Rồi chồng em có ghen không? Có không chồng? Ủa ghen. Em có hỏi em hỏi ngược lại. Nói chung là em tại em trong sạch quá. À em không có gì ghen gió là không có ghen. Thì còn em có ghen chồng em không? Cái này không phải là ghen mà do em suy diễn với bực bội thôi. Là đó là cái dịp Tết á, cái người bạn này là cũng là bạn cấp 3 của hai vợ chồng luôn. Từ Mã Lai về đây. Về là về hai vợ chồng luôn. Xong rồi có hẹn chồng em qua nhà chơi. Em biết thì em đòi theo nhưng mà ông chồng em không cho theo. Sao vậy? Sao vậy? Tại vì cô bạn đó đi làm ăn xứ người á thì cổ có những cái câu chuyện mà muốn tâm sự với em. Thì em biết tính vợ em hay suy diễn khó chịu nên em nói thôi ở nhà chơi đi, chồng đi chút xíu mình về thôi chứ không có gì đâu. Thế là cô suy diễn ra thế này thế kia, tại sao không cho mình đi, chắc thế phải có gì đó mờ ám.
mà đâu có gì đâu mà. Ta đi về chung với chồng ta mà đâu có gì mà. Đúng rồi, tự nhiên có vợ có chồng mà rủ có mình chồng qua thì em phải suy diễn chứ. Có chuyện gì mà không cho em nghe được. Sao em không điêu với cổ là bây giờ hai chồng em qua, rồi em nói chuyện với vợ, với bạn em, còn vợ em nói chuyện với chồng của chị đó. Tại trong cái bạn đó là con người Mã Lai. Mã Lai đâu biết nói cái kệ, nó nói bằng từ tua đi. Rồi có ghen. Chắc cũng không có ghen đâu. Nhưng mà vợ em chỉ có một cái tính xấu là có chuyện gì là không có nói liền, sụ mặt xuống, lầm lì lì, không nói tiếng nào hết trơn á. Mà cũng bướng lắm, mình nói hoài cũng vậy à. Nói có chuyện gì thì nói chồng đi, mình điều chỉnh. Không nói, cứ im từ sáng tới chiều, không nói tiếng nào hết trơn, mình bực cái mình la lên là phải khóc. Còn gì nữa không? Có cái tính là hậu đậu, ví dụ kêu thôi làm liền đi là sẽ một là quên, hai là đổ bể cái gì đó. Mà em đâu có biết đâu, về tự nói cho em nghe, khoe nó chồng ơi hôm nay vợ làm bể 2 cái ly rồi. Dạ đó, là trong một tuần em làm bể 3 cái ly, là do cái ly mà em để hâm sữa cho con á, em hay để ngay góc bếp á, thì chồng em thấy thì kêu vợ dẹp đi, đừng có để đây nữa nó bể. Cái em mới nói là thôi để đây đi ha, vợ hâm sữa cho con nhiều lắm, một ngày uống nhiều cữ lắm. Mà em hâm sữa sau cái em vơ tay em làm rớt ngã đổ hết 3 cái ly trong vòng một tuần. Thế thế là ông này ông nói em hậu đậu. Dạ, chị là vậy. Chồng em có phải là người kỹ tính không? Dạ, quá kỹ luôn. Cái vụ mà lau nhà thôi, lau nhà bình thường ông không muốn đâu. Ông muốn là cái nhà phải đầy nước, là ông đổ nước ra sàn gì đó. Sau ông lấy cây ông cạo ra, giống như là nhà bị ngập lụt vậy đó, ông mới chịu. Lau nhà là phải sạch bóng, đi là phải kinh kích. Dạ. Giờ có muốn chồng thay đổi gì không cơ? Em chỉ mong chồng em là trong lúc ngủ mà con có thức á thì chịu khó dạy dỗ nó đi để cho hai vợ chồng cùng ngủ được. Rồi thấy thay đổi điều gì em? Vợ em chỉ có duy nhất một cái tính là lì bướng thôi. Ngoài những cái chuyện đó thì rất là thông cảm cho em rất nhiều. Tới ngày hôm nay thì em cũng mong là vợ em cứ như vậy. Nhưng chương trình này em cũng muốn nói là em thương vợ em nhiều lắm. Câu đó, đó thì đứng lên tao nói là hoàng đi. Tao nói nè chị. Chồng cảm ơn vợ suốt 11 năm qua đã bên cạnh chồng và cũng như là giúp đỡ chồng, thông cảm chồng rất là nhiều điều trong cuộc sống. Hy vọng rằng vợ sẽ đi tới cuối con đường với chồng. Quá dễ thương. Hôm nay vợ cũng muốn nói với chồng là vợ thương chồng nhiều lắm. Những lúc mà vợ ù mặt là do tính bướng của vợ thôi. Chứ thật ra là vợ cũng không có giận gì nhiều đâu. Hai vợ chồng mình cứ mãi mãi hạnh phúc như bây giờ. Ok. Dạ. Yeah. Ôi, có còn gì để nói. Là sự phỏng vấn cặp vợ chồng này mà từ đầu tới đuôi là tất cả mọi thứ đều viên mãn cả. Quá tốt đẹp phải không nào? Xin dành một tràng pháo tay. Chúc mừng và chúc mừng cho đôi vợ chồng này. Rồi, cảm ơn cho em nha. Chia ra mỗi đứa tụi tôi con heo coi, con heo hay con gì vậy? Con dạ, heo. Con heo đúng không? Trời ơi, thôi bây giờ mình khoan đón tên đón tuổi đi. Mình đón nghề đi chị. Em đón nghề nè. Tiệm vàng chắc luôn. Dạ. Đúng không? Dạ sai. Sai. Dạ sai. Đây là của hồi môn. Của hồi môn. Ủa ta đang đón nghề mà. Đón nghề mà. Thì... thợ bạc đúng không? Dạ. Sai. Sai nữa thấy chưa? Sai. Thôi em không đón luôn. Sai. Em không đoán. Thôi bây giờ thay vì đoán thì hỏi thẳng luôn. Hai bạn tên gì, nghề nghiệp, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Nè, mời. Dạ chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Thì con tên là Phan Chánh Nghiệp, đến từ Vĩnh Long. Nghề nghiệp của con là kỹ sư tự động hóa. Nhưng mà hiện tại thì con về kinh doanh cùng với vợ. Vậy hả? Dạ. Con kinh doanh gì vậy? Dạ, kinh doanh online và bán ở nhà. À, kinh doanh online, bán đồ ở nhà, dạ, bán vàng hay là bán gì nè? Đó, em định nói. Em đang định nói. Con bán gì? Dạ bán đồ ăn, bán con, đồ ăn. Con tự được quyền giới thiệu về cái công việc của con để người ta biết chứ. Dạ vợ chồng con thì hiện tại là bán đồ ăn vặt, chủ yếu là bánh tráng phơi xương. Vậy hả? Trời ơi, rồi bữa nay từ Vĩnh Long lên đây. Dạ. Con mang bánh tráng cho cô với chú Thuận không? Dạ có. Thấy chưa? Một chút mang lên luôn nha. Và nhân đây là tôi cũng xin gửi gắm các cặp vợ chồng. Ai làm cái gì, ai có mang cái gì thì cứ mang trực tiếp lên sân khấu. Tôi với chị một tôi là không có từ chối. Nhận và khui ra ăn tại chỗ luôn. Đó chị một ha. Bánh tráng phơi xương em ơi. Nghe mà thèm nước miếng nhảy rong rong luôn á chị một. Rồi giờ mà em. Khoan đã, nhiêu tuổi ta? Con nhiêu tuổi? Dạ 31 tuổi. 31. Rồi. Mời vợ của Chánh Nghiệp. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Thì con tên là Đặng Thị Kiều Duyên, con cũng đến từ Vĩnh Long luôn. Thì nghề của con là giáo viên mầm non nhưng mà con cũng đã nghỉ. Và hiện tại thì con với vợ chồng con đang kinh doanh luôn là bánh tráng phơi xương. Rồi coi như là trên mạng hả, đúng không? Làm TikTok đồ này kia đúng không? Đúng rồi, dạ con bán thì ở trên các cái sàn thương mại điện tử. Thì con bán, sau đó thì hiện tại thì vợ chồng con cũng mở một cái tiệm nhỏ tại cái nhà của mình luôn. Dạ, thì kinh doanh của tụi con cũng khá ổn.
Là có nhiêu tiền kinh doanh là con gom con mua gom này hết luôn. Con mua hay là cái đó là cái của hồi môn mà hồi lúc mà con đám cưới rồi ba má cho ấm mức nó muốn mày hỏi mới cho bằng được đó. Dạ thật ra con còn 10 chiếc vòng nữa. Nhưng mà tại vì là chị biên tập nói là đeo vô thì nó sẽ bị đụng với cái mic. Đây là đồ của hồi môn lúc mà đám cưới vợ chồng của con có. Vậy đó hả? Là má chồng cho hay là bên vợ cho hay là cả hai ba má cùng cho? À dạ, cái này là vợ chồng của tụi con là tự sống. Tức là hai vợ chồng khi mà đám cưới là tụi con tự bỏ tiền ra cưới, tự làm đám hết tất cả. Ba mẹ hai bên là chỉ việc lấy tiền lời rồi xài thôi. Dạ mời khách lại xong rồi có tiền lời rồi xài, còn tiền vốn thì tụi con bỏ. Là con lấy lại tiền vốn thôi, còn dạ, tiền lời rồi. Là kính biếu ba má. Hay dạ, quá. Wow. Nó nghe nè, rồi nó gom nó mua đeo lên người nó hết thì nó không cho con đeo vậy chứ. Dạ chừng. Có. Có hả? Có kìa, có cái lắc kìa. Thấy cái lắc kìa. Mừng nè, thắc mắc nè, tại sao lại để cặp heo? Hai đứa là tuổi heo hay là đám cưới ngay chân tuổi heo? Dạ không có, tại vì hôm đó đó là đi mua vàng cũng gấp rút đó chú Thợ, chú Thuận. Xong cái đi ra người ta bán hết rồi. Xong cái chỉ còn có được cái này là con heo thôi. Mà tại vì cũng mình cũng muốn đeo con heo giống như là cho nó tròn trẻ. Dạ đúng rồi, nó sung sướng. Ra còn có cái này thôi lấy luôn. Cặp heo luôn, thờ ghét quá vậy. Dạ. Về chắc mua cặp dê đeo quá. Là em dê hả? Dạ em tôi dê chị. Vậy chị đeo cặp ngựa. Đó cặp ngựa. Hai chị em mình đeo dẫn trình nhau sao ha? Rồi bây giờ hai đứa hai đứa là bằng tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mạnh dạn đón luôn. Dạ. Hai đứa là quen nhau từ thời thanh mai trúc mã nè. Quen nhau từ thời học sĩ học sinh đúng dạ. không? Rồi sau này rồi lớn lên rồi cưới nhau. Chú đoán vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ. Trời lâu lâu đúng được cái mừng muốn xỉu thiệt luôn á. Dạ vợ chồng tụi con thì đồng hành tới nay là 19 năm rồi. Dạ là từ hồi thời lớp 8 thì con chuyển trường ra là học chung. Học chung xong rồi là chơi thôi, chỉ là bạn thôi, bạn thân thôi. Thì tụi con mới yêu nhau và đám cưới tới nay là 6 năm, mới 6 năm đây thôi. Còn bạn với nhau, chơi với nhau thân luôn á là từ hồi thời mà lớp 8 tới nay luôn, là tính ra là 19 năm rồi. Là tổng cộng cả cưới rồi cả quen luôn. Dạ, là 19 năm. Từ lớp 8 tới nay luôn. Vậy là lúc lớp 8 là Chấn Nghiệp đã để ý cô gái này và làm cái đuôi theo đuổi cổ đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Đầu giờ nói ra đó khổ làm sao? Đâu bây giờ phải nói cái cảm giác của con á, khi mà bắt đầu vô cái lớp học đó là năm lớp 8 đúng không? Dạ. Hai đứa vô cái năm lớp 8 đó rồi con nhìn thấy vợ con lần đầu tiên á, là cái cảm giác con nó làm sao, nó rần rần sao mà con đeo tới bây giờ luôn. Năm lớp 8 là con học trước gần nửa năm rồi vợ con mới chuyển trường ra mới vào lớp của con. Thì ấn tượng đầu tiên thì nè, vợ rất là dữ. Dữ hả? Dạ. Mới vô lớp, cái gương là phải gái dữ hả? Dạ, tại vì mới có cái gì đó trong kia mới chuyển ra đây. Thì là hồi lúc đó là vợ con mới ra là tầm 5 ngày, 7 ngày là có đánh nhau. Đánh với mấy chị lớp 9. Trời đất ơi, một mình nó hay là nó có bè có cánh để dạ, mà quánh với mấy chị? Một mình nè, bữa đó là đang học ở trong lớp. Tự nhiên cái bên mấy chị lớp 9 kéo qua đâu mấy người qua cái vào rồi sắp nó cài đánh là nhau. Một mình bà đánh với nguyên một dàn dạ, bài rồi. Chị lớp 9 dạ. Rồi con có can ngăn không? Không, con sợ quá ngồi không. Trời ơi. Rồi bữa đó có xúc tay gãy gọng gì đó. Dạ bữa đó là tự nhiên đi qua xong rồi lúc đó mình chuyển trường mà cái thời đó người ta gọi là cái thời thủ nhi cô chú giống như thấy người ta chuyển trường ra rồi giống như là lại rồi nó kiếm chuyện vậy đó, xong rồi đánh con thì con đánh lại, mà trong khi đó là hả ổng là bạn thân của mình á hả, mà ổng ngồi ở trong cái góc ổng nhìn vậy nè, ổng nhìn vậy là ổng không nói một tiếng nào hết. Dạ xong đó rồi bắt đầu cái thầy cô xuống thì mới đầu giải tán xong á cái tới cuối giờ đi về cái giả mới hỏi con chứ hồi nãy mày bị quýnh ở đâu vậy? Mày bị quýnh đau không? Nói rồi nãy sao mày không quýnh tao? Trời ơi tao hết hồn quá, tao sợ quá. Lúc đó là đang chơi thân. Dạ, mà lúc đó là để ý rồi mà con đâu có biết. Lúc đó là chỉ là chơi là mày tao bạn bè là chơi với nhau rồi chiều đi về, rủ nhau đi về chung vậy đó. Mà sau này hỏi ra con mới biết là để ý từ cái lúc dạ, từ lúc cũng mới vô luôn. Người ta đó là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Còn này là thấy chuyện bất bình nhanh chân giọt lẹ. Đó là ổng đó. Tiêu. Đó. Bữa đó mình con quýnh mấy người? À con nhớ đâu như 3-4 người đó, mấy chị lớp 9. Xong cái qua nói là em chuyển trường ra đây mà tại vì chị không có thích em đó. Xong cái bắt đầu đánh con. Rồi cái bắt đầu đánh xong rồi con đánh lại xong cái bắt đầu thầy cô xuống thì cũng không có thương tích gì hết. Không có gì nặng hết. Dạ như kiểu như là xô qua xô lại đánh vậy đó. Rồi xong rồi cái đi về xong rồi có bị con... chặn đường quýnh tiếp không? Dạ không. Xong rồi tại vì con cũng có đáp trả đó cho nên chắc là con nghĩ là nhiêu đó rồi cũng thôi. Xong rồi về con mát mẹ. Con mát mẹ con. Rồi dạ. Mẹ sao? Xong rồi mẹ vô mẹ kiếm. Mẹ vô tới nhà luôn mẹ kiếm, mẹ hỏi tại sao đánh này kia gì đó. Xong rồi phụ huynh ở bên đó người ta cũng nói là con người ta đánh trước thì có lỗi vậy đó. Rồi xong rồi hai chị em xin lỗi qua lại rồi thôi đi học tiếp. Rồi. Dạ là nhưng mà lúc đó là hai đứa là trong tình trạng là mày tao. Đúng không? Dạ, rồi đến khi không? Nào thì mới thấy cô nàng này coi như là nổi bật lên và chuyển cái cách xưng hô. Dạ tới giờ cũng còn.
Bây giờ vẫn còn luôn. Vẫn là mẹ ta luôn hả? Ủa vậy nhưng mà lúc nào thì con cảm thấy là con rung động với vợ con, xong rồi con tỏ tình với vợ con? Đó, đó là cái lúc đó là con đi học đại học rồi. Tại vì ở xa. À như vậy là cái thời tuổi trẻ là chỉ là bạn bè thân với nhau thôi. Mà thích nhau á. Đó, lên có nghĩa là sao cũng phải là 6-7 năm. Dạ. Đúng không? Lên đại học 6-7 năm. Thì lúc, ủa nhưng mà tại sao lúc đó là con biết bao nhiêu cô gái đó mà con không theo đuổi mà con lại theo đuổi cái cô gái mà mình gọi bằng mày mỗi ngày? Cái này cũng không biết nói sao. Con biết không? Dạ. À, tại vậy á, cái lúc đó là khi mà tách ra rồi thì ai cũng có quen hết trơn á, ai cũng có tìm bạn trai bạn gái riêng như mình hết á. Xong cái nhưng mà tụi con vẫn giữ liên lạc, tức là ví dụ như đi về, chồng con đi về từ ở đi học về cuối tuần về là vẫn chở con đi ăn, vẫn rủ con đi ăn nha, đi uống trà sữa đi ăn, vẫn là mày tao bình thường, mày rảnh không, tao rủ mày đi ăn cái này, tao rủ mày đi ăn cái kia. Dạ xong rồi tới lúc đó là con lúc mà con nghỉ dạy á, con nghỉ dạy thì nói chung tất cả mọi chuyện của con ở dưới Vĩnh Long con đều nhắn tin, con chia sẻ, tại vì là một cái người bạn thân với mình mà, con đều nhắn tin là con chia sẻ. Thì con nghĩ chắc là trong cái khoảng thời gian, tại vì cái khoảng đó con rất là khó khăn, về khi mà con nghỉ dạy xong là coi như là con bước ra con kinh doanh, thì lúc đó là con buôn bán quần áo, rồi con bán mẹ con với mẹ con là bán quán nhậu, sáng là con phải thức dậy con bán cơm, xong rồi là tới trưa là con bán cơm phần, tới chiều là con bán quán nhậu, rồi con mở shop quần áo, tức là con làm đủ mọi thứ để con kiếm tiền, tại vì con đam mê kinh doanh, con không thích đi dạy nữa. Cái sau đó là mà nó thất bại đi, mình không có kinh nghiệm, mình làm không thành công, xong mình thất bại thì tất cả mọi thứ con đều chia sẻ hết, tức là tối về nằm buồn là con lại chia sẻ là tin đó, dạ đúng rồi tin. Dạ như tao cảm thấy như vậy đó, nhưng mà tao vẫn quyết định là tao làm tiếp, như mọi chuyện mình chia sẻ cô chú, bao nhiêu nói hết trong nghe, đúng rồi, dạ bao nhiêu mình nói hết luôn, là mình không ngờ thể, dạ đúng rồi. Chắc là từ lúc đó con nghĩ là chắc lúc đó là ổng mới bắt đầu, tại vì lúc đó cũng có trên giảnh chả cũng có ghệ mà cũng có ghệ rồi, không biết là xù khi nào đó thì không biết, rồi bắt đầu dạ mới quan tâm lại tới con. Nhưng mà đúng không, từ lúc mà bạn tâm sự lúc đó con mới cảm thấy con yêu đó đúng không? Nhưng mà lúc đó con đang làm cái gì? Dạ lúc đó con làm ở công ty ngoài Bình Dương á. Cái làm cái nghề của con đó phải không, kỹ sư đúng không? Dạ. Rồi lúc nào thì con chia tay bạn kia để chuyển hẳn qua bạn này? Lúc đó là lúc không, lúc con bị người ta chia tay hay là ông chủ động chia tay người ta? Không, hai người thấy không hợp nữa thì chia tay. Lạnh nhạt đó em. Dạ. Tự nhiên bây giờ trong đầu mình nó có một cái người phụ nữ khác, cái lạnh nhạt. Dạ. Đêm ngày nhắn tin sẽ chia sẻ. Đó, đó rồi lạnh bên nhạt, kia chia tay kia, cái người kia cảm thấy ủa sao anh lạnh nhạt, cái tôi lạnh lại. Đó, lạnh qua lạnh lại chia tay đúng không? Rồi xong. Rồi sao đó, rồi mỗi lần mà người ấy chia sẻ với mình, rồi mình an ủi động viên chia sẻ với cô ấy như thế nào? À, có ngọt ngào không? Không, tức là em hỏi cái lúc mà bên kia chia tay tỏ, rồi đó. Không có bày tỏ với cô này thì nhắn tin làm sao? Đó, cái lúc mà bày tỏ tình cảm với cô ấy thì nhắn tin làm sao? Dạ, anh thì... cho anh xin phép được chuyển từ tao thành anh được em, đúng không? Hoặc là anh yêu em, hoặc là người yêu ơi, nàng tiên của anh ơi, ví dụ vậy. Lúc ấy con nhắn ngọt ngào không? Dạ không. Cái nhắn sao? Con nhắn bình thường, mày tao bình thường chứ. Nhắn sao nhớ không? Sao đâu nguyên câu đó. Thì nói chung là cái lúc mà con nhắn tin mà để tỏ tình á, nhắn là nói là tao yêu mày. Trời. Trời ơi, không cũng vui quá ha. Tới giờ còn mày tao mà. Dạ. Bây giờ vẫn còn mày tao. Tại quen rồi. Ủa, rồi khi mà nhận được cái tin nhắn đó, rồi con trả lời làm sao? Dạ cái lúc đó là con đang đi làm xong rồi. Là cô giáo đó đúng không? Dạ không, lúc đó là con thất bại rồi. Tức là con thất bại cái nghề làm ăn rồi, con mới đi làm cho chỗ khác nữa. Con đang đi làm theo ca đó, làm theo giờ xong rồi con mới kêu là bây giờ con không dám về. Con không dám về thì con mới nói là bây giờ nếu mà chạy về Vĩnh Long thì xa quá, tại lúc đó con đang làm ở bên Cần Thơ. Xong cái chồng con mới nói là bây giờ mày đó đi, tao về tao rước mày từ ở trên Bình Dương á. Cô chú biết không, xách chiếc xe Honda chạy về tới ở dưới Cần Thơ á, đặng rước con đi về Vĩnh Long. Mà xong cái rước mà trước khi rước con á là có nhắn tin gì nè, nói tao á chạy mình tao lạnh lắm, ngồi sau là phải ôm tao mới chạy được. Xong cái lúc đó là con cũng nghĩ là giỡn thôi, tại vì mày tao từ hồi nào tới giờ. Xong cái chở trở về chưa đi về nữa, hỏi mày coi phim không, cái con mới nói giờ này tối rồi 8-9 giờ coi phim, chừng nào về bển nó chút hà vô coi phim. Cái bắt đầu ngủ vô coi phim, trời ơi tao nói con đầu coi phim hài, nhưng mà chả là coi phim kinh dị đó. Đúng rồi, để chiêu đó, để chiêu đó chị. Dạ dạ, chiêu biết xong, hết trơn đi vô coi phim kinh dị nha. Còn nói con nè sợ á, dựa vô đây nè. Con nói trong bụng trời ơi thằng này sao bữa nay xến xúa dữ ta, sao tự thằng ngày đâu có vậy đâu ta. Xong cái bắt đầu lúc đó là về đó, đưa con về tới nhà, xong là tối khuya nhớ 12 giờ đó mà còn nhắn tin nói tao nói cái này mày đừng có giật mình. Con còn nhớ nó hỏi mày nói gì, mày nói đi làm sao, thật ra tao yêu mày. Trời ơi một cái lời tỏ tình mà thì nó thẳng thừng như vậy luôn đó chị. Không có một chút gì rung động luôn á chú Thận. Nhưng mà thôi chú hỏi thật nghe, vô con có nhớ cái ngày hôm đó cái nội dung phim nó chiếu gì không?
Dạ không. Sao không nhớ được. Sao mà nhớ. Chị tập trung bên này thôi. Đó, nhưng mà lúc mà bạn tỏ tình là tao thích, tao yêu mày á, thì con trả lời sao? Con nói mày bị điên hả? Vậy đó hả? Dạ. Chứ không trả lời là tao dạ. đồng ý hả? Dạ không, con đâu có biết là chồng con nói thiệt đâu. Nhưng mà con có cảm nhận rằng là đó là một cái lời tỏ tình của một thằng bạn của mình không? Dạ dạ chưa luôn, có nghĩa là nó quá bất ngờ đi. Có nghĩa tự nhiên nó mới rước mình về xong rồi cái bắt đầu đi ăn xong đi coi phim xong rồi về. Cái nó nói mình vậy con cứ nghĩ là thằng này là nó giỡn thôi. Thằng này chắc là thằng này nó giỡn rồi, tại vì mình cũng biết là nó đã chia tay cái người yêu của nó rồi, chắc là nó giỡn với mình thôi. Thì con chỉ nghĩ vậy đó. Nhưng mà không ngờ bắt đầu từ lúc đó là ông quay xe nha. Ông quay xe bắt đầu là thái độ là thay đổi, là chuyển thành là một cái người yêu luôn đó, chứ không còn là bạn nữa. Và đi sợ đi ra hẹn mình đi ăn là những cái thái độ ân cần lắm, chứ không phải là như lúc trước nữa. Thì lúc đó con mới cảm nhận rằng là à thì ra là ông này ông nói thiệt. Dạ ông nói thiệt. Xong rồi lúc đó con cũng đang có bộ luôn. Dạ nhưng mà xong rồi cái giống như là bên kia mình cũng không có thấm thiết, cũng như mình mới tìm hiểu thôi. Nhưng mà cái người này thì mình đã thân thiết quá rồi, hiểu rồi. Dạ. Ví dụ như giờ đi ăn đi, con nhìn thôi là chồng con biết là con muốn ăn món gì trong cái menu đó, hay là con muốn uống cái nước gì là nó sẽ kêu trước. Thì những cái mà người ta hiểu mình như vậy thì nó hơn là trong cái khoảng thời gian mình phải tìm hiểu cái người kia nữa. Dạ, nói tóm lại là sau bữa đó là hai đứa chính thức yêu nhau đúng không? Dạ đúng rồi, sau bữa đó là bắt đầu để ý, bắt đầu mới có cái để ý rồi mới bắt đầu là từ từ rồi mới quen dần với cái mối quan hệ là yêu đương. Chứ lúc đầu thì con vẫn nghĩ là bạn thì đương nhiên rồi thì phải từ từ chứ. Dạ. Rồi xong cuối cùng là hai đứa làm sao là yêu lúc đó con ở trên Bình Dương. Dạ. Rồi vợ con dưới Vĩnh Long. Dạ đúng là rồi. Yêu xa luôn hay dạ. sao? Đúng rồi. Lúc đó con xa bao lâu? Bình Dương. Dạ cũng mấy năm, 4 năm chú. Trời. Với lại dính ngay cái đợt dịch con bị trong công ty hơn nửa năm nữa. 2 năm, 2 năm dịch. Dạ. Đó. Ngay rồi chị tỷ 16 con ở trong công ty. Rồi khi được thả ra hồi đó, rồi hai đứa có sống chung với nhau không? Chừng nào sống thử với nhau. Chung? Có tụi dạ. con có tụi con có sống chung với nhau là trước dịch là cái năm mà bùng dịch luôn đó là trước đó là hai đứa tụi con ở chung với nhau là lúc đó là quyết định là đi lên Sài Gòn là con quyết định con đi học make up để mà con về con có một cái nghề. Thì khi mà con đi lên á là hai đứa quyết định là con lên Sài Gòn thì chồng của con á là ở dưới Bình Dương thì đang ở Bình Dương mới dời lên Sài Gòn chung với con luôn. Là mỗi một ngày chồng con phải đi làm từ Tân Phú chạy ra tới Bình Dương rồi tối đi về là tụi con sống khoảng một năm. Khi mà tụi con học xong ra nghề luôn á, ra nghề make up luôn là con ở tụi sống khoảng một năm thì bùng dịch luôn là bắt đầu con mới về quê trước. Còn chồng con thì bị nhốt lại ở trong Bình Dương 2 năm tại vì dịch đó, không cho ra khỏi công ty cũng không về được. Xí xí anh hỏi chú hỏi cái câu này chú muốn đào bới lại chút xíu nha. Từ mày chuyển qua thành anh em ha, rồi bây giờ từ cái thân mật á, người từ bình thường là nó rất là bình thường, nắm tay va chạm nó rất bình thường, nhưng mà cái nụ hôn đầu tiên á nó như thế nào? Cái nụ hôn đầu tiên nó diễn ra như thế nào? Mà nó có lãng mạn không? Chắc hài dữ lắm chứ lãng mạn gì. Hai đứa bạn chơi nhau từ nhỏ hiểu không? Cái tự nhiên giờ hung kỳ ấy. Không môi đâu. Không môi đâu. Rồi lúc làm sao đâu kể cái chắc vui lắm á. Cường kể hay là vợ kể đây? Thôi cho vợ con kể. Sao nhớ không? Dạ bữa đó đó con nhớ là bữa đó là đưa con đi về. Bữa đó đưa đi về đi làm, con đi làm xong rồi rước con về thì cũng tới 9 giờ con mới tan. Xong rồi con mới đi về, cái đưa về tới nhà cái xuống cái con kêu gọi về đi. Cái bắt đầu đứng hoài luôn mà đứng mà dòm vậy nè, dòm vô trong nhà coi mẹ con ở đâu. Cái bắt đầu con nói ủa con mắc cái gì mày không về mày đứng hoài vậy, mày đi về cho tao đi vô nữa chứ. Cái nói lại nó nghe nè, lại đây nó nghe nè. Cái con nói cái vụ gì thì nói đi, lại đây. Cái bắt đầu lại cái bắt đầu á hả chả hung một cái bắt đầu cái đi xe lên xe đi về mất tiêu luôn. Mà hung má hung môi. Dạ đi hung môi xong rồi về mất tiêu luôn. Mà nhanh không? Chết nhanh luôn, chớp nhoáng. Làm mà tao nói chưa kịp nhìn nữa là ở đây đề xe là đi về mất tiêu luôn rồi đó. Cái đó là hửi dạ. môi chứ không có hung giống như là hung lén á xong phải chạy liền nó dạ. sợ rồi nó thay đổi ý kiến nó quýnh dạ. như gì đó. Điều đóng dấu vậy đó. Đúng rồi. Ủa nhưng mà lúc đó là đã thân mật lắm chưa? Dạ lúc đó là có nghĩa là đã quen rồi, đã quen với cái mối quan hệ là mình yêu nhau rồi chứ mình không còn là bạn nữa. Dạ nhưng mà thì từ nào giờ mình đi chơi thì mình cũng nắm tay, mình cặp kè rồi là chuyện bình thường. Nhưng mà hai đứa bạn mà để mà hung nhau á là nó là một cái chuyện nó rất là nó hề hước. Dạ đúng rồi, nó hề hước. Nhưng mà cái lúc mà nó phóng xe đi rồi lúc đó con đứng lại cái cảm giác con sao? Dạ mà con lúc đó con thấy mắc cười. Nó thấy là thì nhưng tại thiệt. Vì dạ mình biết là chồng của con á là một cái người nó không có một chút gì lãng mạn, nó cũng không có một cái gì mà tình tứ gì hết á. Nó thiệt là sao nó vậy đó. Tới chừng mình thấy hung xong mới mắc cười. Xong biết lắm về mở điện thoại ra. À, thấy làm sao? Hỏi con. Thấy làm sao? Rồi con nói thấy con sao? Nói không thấy gì hết trơn. Chưa kịp gì trơn, chạy mất tiêu rồi. Là nhanh quá. Dạ. Để bữa sau làm lợi nha. Còn bữa đó con về con ngủ được không? Về đó bữa đó con nhắn tin cũng cả đêm.
Em chưa đâu ngủ được đâu đúng tê không? Tê tái luôn đó. Là sau cái nụ hôn đó là cái cảm xúc về bạn này là khác hẳn đúng không? Yeah. Không có giống như ngày đi học nữa đúng không? Yeah. Tự nhiên giờ có một cái gì đó nó ngộ ngộ đúng không con? Đúng không? Thấy nó lạ lạ. Lạ. Như vậy là sau đó là hai đứa dọn về sống chung á đúng không? Dạ đúng. Sống chung mà có làm ăn chung không? À dạ không, lúc đó thì tụi con chưa có kinh doanh như bây giờ. Cái nghề của tụi con là tụi con mới phát triển là từ hồi hết dịch á, là khoảng một năm nay thôi. Còn hồi lúc đó sống ở trên Sài Gòn là con ban ngày thì con đi học make up, còn chồng con thì đi làm ở Bình Dương. Xong rồi cái tối về thì hai đứa là mới ở chung là đi vòng vòng rồi chơi gì đó, thì để con học xong cái make up của con á thì con tính là ra nghề. Sau đó thì con cũng mua máy, mua ảnh các kiểu để tính là chồng con là sẽ không đi làm nữa. Chụp hình. Thì dạ đúng rồi, chụp hình. Đó, hai đứa là dự tính như vậy. Nhưng mà cuối cùng á là cái nghề nó không chọn mình. Dạ cuối cùng lại mình bẻ. Tức là hai đứa hùng với nhau. Lúc đó là ông nghỉ Bình Dương. Dạ lúc đó về chưa. Đỉnh. Tại vì tụi con không có vốn. Tức là chồng con phải đi làm rồi mới sắm đồ từ từ. Tại vì máy ảnh đồ thì nó mắc lắm, mấy chục triệu lận. Rồi đi làm sắm từ từ với mỗi lần là lãnh lương sẽ sắm cái ít vậy đó. Rồi cuối cùng lại là không được. Dạ đúng rồi, cuối cùng thì lại là không làm. Thì nói tóm lại là hai đứa quen nhau vậy là gia đình rất là đồng ý đúng không? Có ngăn cản gì không? Dạ lúc đầu á thì bên mẹ, bên ba mẹ con cũng nói là giống như là bạn bè mà để mà giống như mẹ con cũng khuyên là thí dụ như phải suy nghĩ cho kỹ. Tại vì á, từ một cái bạn á, mà mình lên tình yêu thì được, nhưng mà từ cái tình yêu á, mà mình hạ xuống làm cái tình bạn á, thì không được. Mẹ nói thí dụ như đừng có nghĩ là tại vì mình mến nhau quá rồi mình đến với nhau, phải thật sự là yêu nhau. Mẹ nói là nếu như mà mày không khéo á, là coi như mày với nó không còn làm bạn được. Thì nếu như mà không ấy thì từ chối khéo. Mẹ nói vậy. Còn nếu như mà xác định mà đã yêu rồi á thì là hai đứa đi luôn. Tại vì cũng hai bên cũng biết nhau hết trơn rồi. Là có nghĩa là xác định rồi á là hối đám cưới luôn đó phải không? Bên ba má con cũng vậy gì? Dạ. Tại vì gần nhà cũng gần. À dạ. Vậy hả? Rồi vậy là sao? Cái đợt đó là cưới luôn hả? Hay sao? À dạ không. Tức là tụi con quen nhau cũng tới nay cũng từ lúc yêu tới nay chắc cũng 6 đến 7 năm rồi. Mà tụi con mới cưới hồi tháng 9 năm rồi à. Dạ. Mới đây thôi. Dạ đúng rồi, tụi con mới cưới đây thôi. Tức là tụi con là chỉ có về Sài Gòn, về tụi con về thành phố Hồ Chí Minh là làm chung cái công việc làm make up với là nhiếp ảnh thôi đúng không? Hay là sau đó là có quay lại Sài Gòn nữa? Dạ không, từ cái đợt dịch đó là con học ra nghề xong là tới đùng dịch luôn. Đùng dịch luôn thì là lúc đó là con mới về quê. Còn chồng của con thì vẫn tiếp tục vẫn đi làm ở Bình Dương. Bình Dương. Tại vì định đi làm là kiếm một số vốn nữa thì mới về. Tại vì đồ dụng cụ mua rất là nhiều tiền. Cái sau đó thì đi làm ở Bình Dương là chồng con ở đó luôn, coi như là ổng mới về được luôn. Thì con ở dưới này thì bắt đầu là dịch tới thì con mới bắt đầu buôn bán. Thì dịch cái bắt đầu con mới nghĩ thấy là buôn bán đồ ăn được quá, thì mới đầu con mới nhập cơm chế trà bông, con nhập bánh, con đi giao ở vòng vòng nội ô vậy đó. Rồi xong rồi bắt đầu con mới chuyển qua là mình nhập bánh tráng. Thì từ lúc đó là con bắt đầu bán trên những cái sàn TikTok rồi đó, là bắt đầu con quay, con like, lúc đó là bắt đầu con phát triển. Thì khi đó là con bán một ngày cũng vài trăm đơn. Thì lúc đó thì chồng con vẫn ở Bình Dương hỗ trợ. Tức là chồng đi làm xong rồi tới khuya vẫn lên máy tính làm đơn xong rồi gửi cái mã đơn đó về cho con để con in ra con dán lên hàng. Đó, tức là hai đứa đồng hành với nhau như vậy. Thì cuối cùng là hết dịch thì có hai đứa mấy bạn bè nó là làm cho người ta hoài thì cũng vậy. Thì cái mộng của hai đứa là mình muốn khá hơn, mình muốn phát triển hơn. Thì bắt đầu là quyết định nghỉ. Thì lúc đó là chồng của con mới nghỉ luôn. Tức là hết Tết, vừa Tết lãnh tiền công ty rồi xong là nghỉ luôn. Là hai đứa bắt đầu về làm luôn. Làm luôn tới nay. Lúc tới nay luôn. Lúc đó là tự nhiên mình lại quyết định mình nghỉ một cái công việc mà trước giờ là mình làm. Mà bây giờ mình nghỉ thì mình chuyển một cái công việc đó là đi làm phụ vợ mình. Đó. Lúc đó có cảm thấy tiếc nuối không? Con có đắn đo không? Đó. Cũng có. Tại từ lúc mà con nghỉ còn làm tới lúc nghỉ là cũng gần nửa năm mới quyết định. Tại vì lúc đầu thì ngày làm mình làm chỉ có vài chục đơn thôi. Thì con vừa gửi đơn về cho vợ ở đây cho đóng đơn để gửi cho bên vận chuyển. Thì từ từ cái số lượng đơn nó nhiều lên ngày 300, rồi 500, rồi 700. Rồi vợ con làm đâu nổi nữa. Nên hai đứa mới bàn bạc là thôi quyết định là nghỉ luôn. Nghỉ công ty để lấy số vốn nó về. Rồi bây giờ trung bình là ngày nhiêu đơn? Dạ. Một bây ngày giờ hiện nè. Tại bây giờ thì có ngày ế thì cũng 300, 500. Còn trời ngày nhiều thì cũng 1.000 hơn. Cả ngàn đơn luôn. Không lẽ giờ chuyển qua bán bánh tráng trộn chứ thiệt có thiệt á. Bánh tráng phơi sương. Bánh tráng phơi sương. Ha. Cái khoảng thời gian mà hồi năm ngoái là cái khoảng thời gian đỉnh điểm là cái món mà nó hot lên á. Là một ngày tụi con nổ 5.000, 7.000 đơn. Trời sao mà chạy kịp? Dạ, nhân viên của tụi con là hai mươi mấy đứa. Nhân viên là tụi con tuyển liên tục.
20 mấy đứa tuyển xong rồi nghỉ, tuyển xong rồi nghỉ, đặng là phải chạy, nhưng là người ta làm chạy đơn như mình nó làm không nổi luôn á. Hai mươi mấy người mà lúc đó làm là từ sáng là tụi con là 7 giờ là con đã mở ra, con phải làm, con kéo cho tới tối 8 giờ là mới bắt đầu đóng, là con cũng sợ hàng xóm mà cái tiếng băng keo á nó kéo, con sợ hàng xóm người ta phiền hà, dạ đúng rồi, phiền hà mình á. Mà thôi vậy chúc mừng hai đứa quá rồi, có nghĩa là bây giờ tụi con á cuộc sống á là đầy đủ ha, rồi có thể lo được cho gia đình hai bên luôn đúng không? Đó thôi, rồi thôi giờ vô cái phần kia vô đi. Kia đi chị ơi, như vậy là vui vẻ quá rồi, như lại Thanh Mai Trúc Mã là cũng hiểu nhau quá rồi, thì chắc về nhà ở với nhau mới 9 tháng chắc chưa có tật xấu gì lòi ra đúng không? Dạ có đầy luôn, có đầy luôn á. Cho mình cho chồng chồng nói trước đi, nãy giờ nó căm hận đó. Con nói chứ làm gì có sự ấm ức nhẹ đúng rồi. Chắc ở nhà chắc tại vì cái phận á, cái phận cũng là chắc cũng là cũng dưới cơ này chủ đúng không? Đó dưới cơ cho nên ấm ức lắm. Bữa nay khui đi con, đó có bao nhiêu tật xấu? Vợ con nó còn dữ không? Móc lại cái dữ của nó từ mười mấy năm trước á con. Dạ, đã từng đánh đã từng đánh đàn chị thì ở nhà có đánh đàn chồng không? Có đánh đàn chồng không? Có đánh đàn dưới không? Đó. Dạ có, vợ con hùng dữ lắm, nói tiếng trước tiếng sau là bụp con rồi. Ủa nó con luôn hả? Dạ, thêm một cái nữa là vợ con nói chung là làm cái công việc này thì chết rất là nhiều. Có những ngày ế hay là này kia nữa, là vợ chỉ một mình thôi. Chỉ như tìm ra cái giải pháp, không có nói với con, không có tâm sự, chừng nào mà tìm ra được rồi mới bay lại kêu anh vậy nè, em tính vậy nè. Nhưng mà, tự tính. Dạ, tự tính xong rồi xong mới lại nói với con là như vậy coi được hay không. Rồi con cũng không thèm nói chuyện luôn. Rồi quay ra hai đứa cãi nhau, mới nói câu trước câu sau bay lại bụp con rồi. Bụp luôn. Rồi có bụp lại không? Dạ không. Mà bụp vậy đó là bụp nặng không? Hay là bụp mà yêu thôi? Thì nói chung là quýnh cũng vui, quýnh cho vui vậy đó. Là cái... vợ con như vậy là có một cái tật gọi là vũ nữ đó, đúng không? Người ta là vũ phu, còn vợ con là vũ nữ. Ôm, cái gì cũng ôm vô rồi tự suy nghĩ rồi tự tìm ra rồi mới xong rồi mới nói với con. Tự mệt, đúng không? Tự mệt, tự áp lực, tự cọc, tự nổi điên, rồi tự đánh chồng luôn. Con kể coi cái lần mà nó đánh con mà con bất ngờ nhất là cái lần nào? Có cái lần đó là con nhân viên con nó làm sai á, con mới la nó. Cái bắt đầu tối lên phòng hai vợ chồng cãi nhau. Cãi qua cãi lại con đang nằm cái bay lại quất con vô đây nè, hai bê sườn nè. Đau luôn. Con chạy xuống con mét mẹ. Mẹ con hay mẹ? Mẹ vợ, tại con ở nhà bên đây để làm, thuận tiện để làm á. Rồi mẹ vợ con sao? Binh con hay là binh vợ con? Con cứ nói ông xuống, con nói mẹ vợ nó quýnh con đau quá, chắc mày đi chụp CT quá. Rồi mẹ sao? Mẹ nói, trời mày đi chụp đi, rồi đem cái tỏ thuốc về đây. Mẹ trả tiền. Bây giờ mẹ không biết nói sao, tại vì mẹ quen rồi. Tối là nghe đùng đùng là mẹ biết ở trên đó là làm gì trở này đó. Trời thương quá. Vậy là mẹ lúc nào cũng chuẩn bị một cái số vốn để cho nó đi chụp CT uống thuốc á. Ồ nhưng mà nè, bây giờ mới đánh hay là trước đây đã đánh rồi? Dạ mà bây giờ mới đánh. Hồi trước con có nhớ là cái ngày đám cưới á, con có bị ba đánh không? Dạ không. Không có đánh đúng không? Dạ không. Đó, bây giờ mới đánh. Dạ. Tức là từ 9 tháng đổ lại đây khi mà con đã trở thành chồng của người ta đúng không? Thì lúc đó con mới bị đánh đúng không con? Dạ. Đó, tội nghiệp ghê không? À. Hồi đó là lúc trước khi lấy con là ốm hay mập? Dạ, ốm, cũng ốm y chang vậy đó. Đánh ghiếp mà nhỏ lớn nổi. Đó. Rồi hai đứa có em bé chưa? À, dạ chưa. Tụi chưa con hả? Cũng đang để. À là được quyền đánh nữa đó, nó đánh. Tới khi nào nó có em bé chắc hy vọng là nó ngừng á con. Tại vì mệt quá, không đánh nữa. Ủa sao? Mà đánh ngày nào cũng đánh luôn, đánh mà không có chừa ngày nào luôn á con. Bữa nào nó cáo lên Tết có đánh không? Lễ Tết nó có cử cho con 3 ngày Tết không? Tết nhất gì cũng vậy nè con. Tết nhất cũng như ngày thường. Trời, có lúc nào mà con nổi cơn điên con đòi chia tay với nó không? Dạ có. Chia tay thì ai đó? Có, lúc mà mùng 4 Tết gom đồ luôn. Dạ đi lên sách 4-5 cái bọc bỏ đồ vô rồi đi về nhà mẹ. Tại sao? Dạ, tại con quýnh. Quýnh cái tổn thương quá rồi. Dạ. Đầu năm đầu tháng bị đánh. Dạ. Trời nó muốn khóc luôn kìa, nó xúc động kìa. Thiệt. Cũng như nhìn là... được đôi mắt xúc động á. Dạ con như là nhà của con á thì ở ngay thành phố. Thì khi mà con làm nó sẽ thuận tiện cho shipper nó đi vô nó lấy hàng. Còn á, nhà chồng con á thì ở rìa vô chút xíu, chạy vô khoảng 10-12 cây nữa. Thì cho nên là tụi con quyết định là chọn cái nhà của con ở ngoài này để mà hai đứa làm cho thuận tiện. Đó, xong rồi bắt đầu hôm Tết đó là hai bên ba mẹ đi chơi hết trơn. Xong cái hai đứa ở nhà, cái con mới đòi đi Cần Thơ. Cái nó không chịu, chồng con không chịu. Chồng con nói giờ này nắng nôi đi bển làm gì, có gì đâu chơi mùng 4 Tết. Mà nguyên một năm làm là tụi con chỉ có thể nghỉ được mấy bữa Tết thôi. Chứ tụi con đâu có nghỉ được bữa nào. Là phải làm xuyên suốt. Cái xong cái bắt đầu cái con kêu hoài không đi mà nằm ôm điện thoại hoài. Cái bắt đầu con giận. Con giận lên bắt đầu là con bính. Con bính con nói hả, lúc mới yêu thì đẹp ưa biết bao nhiêu. Ngày tháng mới yêu thì đẹp ưa biết bao nhiêu. Tới bây giờ là đối xử như vậy đó. Xong cái bắt đầu hả cũng cự lên.
là bắt đầu là con bay vô con quýnh liền, cự con là con quýnh, con nói hả bây giờ đối xử như vậy đó không có ai ở nhà, bắt đầu ăn hiếp rồi này kia. Cái bắt đầu đùng 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 giận lên, nói con mày hả mày không phải là vợ tao, mày quýnh tao như là hả con không đẻ vậy, mày không phải vợ tao. Ừ. Xong đi lên lấy 4-5 cái bọc bự bự vậy nè, mở tủ ra gom đồ, gom nón, gom giày sách xuống. Dạ. Cái nó nói bây giờ tao không ở với mày nữa, tao đi về nhà tao. Nó nói con vậy. Ừ. Chồng con nói đi về nhà tao. Cái nói cái con nói vậy nếu mà mày đi về thì mày điện cha mẹ mày qua đi, tại vì bây giờ mình cưới hỏi có cha mẹ thì thôi bây giờ tao điện cha mẹ tao về. Ừ. Cái bắt đầu tao không cần điện, tao tự giải quyết. Chồng con nói con vậy đó, tự về luôn. Dạ, tao tự giải quyết. Nhưng mà Trấn Nghiệp, bây giờ chú hỏi nè, tại sao chú hỏi thiệt nha, tại sao con không phản kháng lại, tại sao con không coi như chống cự lại mà con đứng im để cho vợ đánh? Tại vì con thương nó quá. Thương quá. Dạ. Tại vì thương quá. Thế cái cơn nó lên nó giọng một cái cạch là coi như xong hàng rồi, đúng mà, không? Nhưng mà nhiều lúc á, có nhân viên hay hoặc là có hàng xóm này đó rồi, cái thân trai của mình á, con cảm thấy con bị tổn thương không? Nhân viên con thấy biết nó quen luôn rồi. Mỗi lần mà hai vợ chồng con mà cãi lộn là nhân viên con nó ra sao á, nó đi hết như nó không nghe, không biết gì hết. Quen rồi. Trời ơi, quen rồi. Nó còn cá cược nữa đó cô Dân. Dạ, nó gan sao nó cá cược đó cô. Nó nói là bây giờ mày bắt ai? Rồi nói giờ tao bắt chị Duyên, còn mấy đứa nói tao bắt anh Nghiệp. Cá cược luôn cô. Nhưng mà cô hỏi này rồi, ngoài cái tật mà nóng tánh nó ra thì nó còn cái tật gì nữa không? Còn cái tật nữa nè, mỗi lần mà chết vô là con thấy vợ con cầm cái điện thoại lên, cầm điện thoại lên là con mệt rồi đó. Tại vì cầm, không cầm điện thoại lên là 5-7 ngày sau là shipper tới nó kiếm con không à. Sao vậy? Đặt đồ, mua đồ chị chết lên mua đồ dữ lắm. Ồ, tức là bà xả stress bằng cách là bà mua đồ trên shop, mua đồ online đó em. Ồ, đỡ con. Một lần vậy là con trả hết nhiêu tiền? Cũng là cũng tùy, cũng nhiều lắm mà. Mỗi ngày là phải từ 5 tới 7 người lại giao một cục hẹn vậy, cũng phải là bèo lắm, cũng phải 500-700. Tại sao bà không trả mà để con trả? Dạ, bởi vậy tiền con là làm xong lấy hết mà tới thanh toán là con phải trả tiền. Có tiền đâu trả? Tiền của con lấy ở trên mấy cái shop vậy. Vợ nó xì stress đó em. Nó không cần biết, nó chỉ biết nó đặt đơn cho nó đã rồi nó bớt stress thôi. Ai trả tiền kệ. Nhưng mà sau khi nhận mấy cái đồ đó rồi, con thấy vợ con có thay đổi trạng thái không? Có còn stress không? Dạ không, nó nhận đồ, nó mua đồ là nó thích lắm. Vợ con mua đồ là vui, nhưng mà mỗi lần xì stress mà mua đồ rồi chở đi chơi cho nó giải tỏa, nó đi ra ngoài để giải tỏa vậy đó. Là về sẽ bình thường lại. Cái cách mà giải stress của vợ con là con phải trả tiền. Dạ. Chứ vợ con trả tiền là nó stress nặng hơn, đúng không? Hả? Rồi bây giờ tới còn cái nào nữa không? Dạ, chắc hết rồi. Tạm hết hả? Dạ, con hả? Ừ, vì trong hai cái đó con mong vợ con thay đổi cái gì cho thay đổi luôn đi. Em sẵn dạ. Chồng nó đang hứng thú. Dạ. Nói vợ con đề nghị vợ con thay đổi cái gì? Chắc là đề nghị vợ con là bớt giữ lại. Ừ. Bớt đánh con lại là được. Bớt đánh con lại đúng không? Còn mua đồ cũng là tiền của vợ con, tại vì tiền về đó cũng lấy tiền cũng con đem ra con mua thôi. Cái kia kệ nó. Dạ. Đúng không? Kệ mua thì con cũng lấy tiền, nhưng mà dạ. Ý là vậy nè, con có nhắn với vợ con luôn, nếu mà em bớt đánh anh lại, chứ để đến lúc mà anh dằn không được á, anh quánh lại em cái lỡ em thương tích gì á thì là anh hối hận lắm đúng không? Dạ. Đó, con nói với nó đi. Con nói với nó đi. Nói đi. Nhìn mặt không sợ. Thiệt. Nói đi, cơ hội đó. Thì anh mong là mốt em mà có giận bớt đánh anh lại. Hay đừng đánh anh nữa. Dạ. Đó, đừng đánh anh nữa. Đúng rồi. Phải nói tiếp theo phần sau nó mới sợ. Nói đi. Dạ mà lỡ mà không mình đánh mà anh mà bữa nào mình có nóng lên thì anh không có kìm được là anh không biết cái hậu quả gì sao nữa nghe em. Thôi thấy chưa, đó nó phải nói vậy vợ nó mới sợ. Rồi đó, phần của chồng. Bây giờ tới con đó. Ổng có tật xấu gì không hay là thấy ổng hiền quá? Dạ, thấy hiền khô rồi, gì đó. Chồng con hiền nhưng mà chú Thuận thấy vậy chứ cọc lắm. Cọc. Dạ, tính lắm. Nhân viên nhà của con á nha. Sợ chồng hơn sợ con. Tuy là cái miệng con bếp xếp con vậy đó nhưng mà không sợ. Nhưng mà ha, làm mà thí dụ đơn từ nha, là chỉ cần ha, nó vô kiểm, chồng con vô kiểm đơn, ví dụ như hôm nay in 1000 đơn, nhưng mà sau khi giao shipper á, người ta báo cáo lại ví dụ như có 999 đơn đi, còn gớt một đơn, kiếm không ra đi, nhân viên làm mất là bắt đầu là tới số nhân viên liền đó. Là cọc đúng không? Dạ, cọc liền đó. Dạ, là bắt đầu ha, là ít nói lắm, nhưng mà đi xuống là bắt đầu nhìn một cái là nhân viên con là nó sợ liền. Nó bắt đầu hỏi là phải đi tìm không ra là trừ tiền. Là sẽ trừ cái tiền đó vô tiền lương. Đó là nhân viên của con là cứ chạy theo, chị cứu em với. Chị cứu em với, rất là cọc. Nhưng mà có một cái nữa là cô chú biết không, khi mà cọc á không có kìm được cái lời nói của mình á, nên nhiều khi là nói ra là tối lên phòng là con cự là con đánh lộn với nhau vụ đó. Nhiều khi tại mà nói là anh thuê nhân viên
mình bỏ tiền ra mình thuê, tụi nó cũng mới có 18, 19 thôi. Thí dụ như cái gì mình dạy nó chứ mình không được nặng lời. Thì chồng của con nhiều khi á là cọc á, cái bắt đầu nặng lời với nhân viên á, nói nặng lời cũng không chịu. Con nói mình cái gì mình từ từ mình dạy, mình không có nặng lời với nó. Tại vì nhân viên là mình phải dạy, mình phải từ từ, mình đào tạo từ từ chứ. Đó, xong bắt đầu cự lộn. Nói tóm lại là chồng con cọc. Dạ, con nhớ nghe, dạ. Nó đã cọc với con cái lần mà nặng nề nhất á, là nó cọc cỡ nào? Cái lần mà nặng nề nhất luôn đó, là hai đứa mà cự lộn đó, là đập đồ. Là họ đợt đang cầm gì trên tay con không nhớ ta, cái cục gì hay là cái nắp điện thoại gì đó. Mà bắt đầu là cự lộn là con đánh á, con đánh là bắt đầu tức quá. Bắt đầu á hả là la là trời đất ơi. Là bắt đầu cầm cái cục đó là dục xuống đất vậy đó nghe. Rồi bắt đầu hả đứng dậm bịch vậy đó. Dạ chứ không có đụng gì tới con hết. Là chưa đụng đó phải không? Chưa đụng đó. Dạ chưa, không đụng gì tới con hết. Là bắt đầu là hả làm đùng lên mà cái mặt là nhìn thấy là tức xanh mặt bại hết trơn luôn đó. Là lúc đó là con thấy dữ nhất. Thấy dữ quá thì thôi cái mình cũng ngồi im. Mình cũng ngồi im. Hey, nói gì nói làm gì ngồi con cũng ngồi im nha. Tại vì con biết trời ơi chiến này không được rồi. Mình là cương lên là chết. Cọc coi như là thể hiện luôn. Dạ. Chứ không có kiềm chế. Dạ. Đúng không? Dạ. Tại vì kiềm chế là em là nó mệt lắm á. Dạ. Là nó mệt lắm á nghe. Lên máu đó. Đó. Rồi bây giờ còn cái tật gì nữa? Không, hỏi có bao giờ cọc với mẹ của mẹ vợ chưa? Dạ ở có. Trong nhà vậy có nhiều khi cọc với mẹ vợ chưa? Dạ có. Có cãi không? Dạ có cãi nhau. Dù gì kể nghe coi. Cái đợt con mới gần đây nhất thì con với mẹ vợ cũng có cãi nhau. Dù gì con? Buổi đó là nhớ là con lúc đó là con đi tắm. Buổi chiều đi tắm thì ở đây con đang tắm ở trong nhà tắm là con mới vô à. Ở ngoài đây nghe cha với mẹ là chạy là sạch thì nói này nó tắm lâu thì kia đang buổi chiều là mấy đứa nhân viên nó lại nó làm nó bán quán cho con nữa đó. Thì nó cũng vào nó tắm ở trong đó thì con mới vô mà cha mẹ không biết tưởng con vào lâu rồi nói này nó lâu lắm này gọi hồi con vừa ra con tức quá con đi ra rồi mẹ con mới nói là đàn ông trai gì vô nhà tắm lâu ngủ chổng luôn con mới nói là con mới vô mà chứ con hồi nãy giờ con chưa có tắm con chưa gọi đầu luôn con nghe mẹ nói con đi ra luôn nè cái con mới cũng bạo lên con nói là mấy mốt con không có tắm rửa gì nữa hết trơn á con lại dơ luôn. Cái mẹ mới nói là mẹ giờ kệ mày. Mẹ không tắm kệ mày chứ tao có gì đâu mà tao mày nói. Bắt đầu mẹ mới giận. Mẹ giận mẹ không nói chuyện với con mấy ngày. Vậy hả? Dạ. Đó là cái lần mà cặp người với mẹ. Coi như là con có tắm không? Đã vậy không tắm luôn. Không mẹ tắm. Nói ôi mày tắm cợt không tắm kệ mày chứ trời. Mày hôi mày hôi mày. Mày vợ mày hửi chứ bộ tao hửi ha. Vậy thôi đó. Mẹ cọc nhất với mẹ luôn đó. Giận mấy ngày á cô, hai mẹ con giận mấy ngày. Bây giờ thì sao? Hết chưa? Dạ hết tại mẹ không tính vậy chứ tính nóng con tự động làm quà hay sao dạ con xin lỗi mẹ con thì có nghĩa là chắc chắn con sẽ giận chồng con mấy ngày luôn đúng dạ không? Đúng rồi dễ gì không con, giận con đó. Đợi con đợi mẹ chồng con ra với cha chồng con ra con mét liền con chạy theo con mét liền rồi hả lúc mà cự lộn con nói vậy nè mẹ đừng làm con nóng nha nói với một cái mẹ câu đó mẹ mới giận đúng rồi câu đó mẹ mới giận ông kể mà ông kể chưa hết ông kể chưa hết mẹ đừng có làm con nóng như mấy lời mẹ đừng làm con nóng nha chính cái câu đó mà mẹ con nóng đúng rồi đó xong cái bắt đầu hai mẹ con hả không ai nói chuyện với ai luôn con bắt đầu con đợi mẹ con là tại vì á là mẹ chồng của con cha chồng con á là thường á là tối nào cũng ra hết trơn á ra dù cắt xài cắt cóc con làm bán bánh tráng trộn ché trộn đó rồi bào xài rồi lặt rau răm rồi là phụ đó cho nên đợi con đợi vừa ra tới là con mét liền. Dạ con chạy theo con mét liền xong rồi cái bắt đầu hả mẹ chồng con theo xin lỗi mẹ con nói là coi nó từ từ dạy vậy đó chị xui ơi này kia xong cái bắt đầu hả con mới nói là bây giờ á mẹ cứ vô mẹ xin lỗi mẹ tôi đi chứ mẹ không xin lỗi mẹ tao là tao không nói chuyện với mày luôn chứ sao mày nói mẹ tao vậy cái bắt đầu hả xong cái tới khoảng dọn dẹp quán trên khoảng 11 giờ cái con gình nha cái con thấy mẹ con đang lau nhà cái bắt đầu ổng đi thêm sao ổng chích tao đít vậy nè cái em đi tới cái em quay vô cái em đi ra cái nói mày xin lỗi đi cái bắt đầu chạy lại khiều vô eo mẹ con đừng giận nữa nha. Dạ, xin vậy lỗi mẹ. Đó hả? Dạ, xin lỗi mẹ vậy đó. Là mẹ, chồng con chỉ, chồng con chỉ có một cái tật là cọc thôi hả? Dạ, đúng rồi. Chỉ có một cái tật là cọc mà giống như không có kìm được mình á, cô. Còn như... trong nhà việc được. Nhà thì sao? Có bừa bộn, có bày hày, có ở dơ gì không? Dạ, không tính chồng con thì kỹ lắm. Nhưng mà từ lúc mà về sống chung với con thì hết kỹ luôn rồi. Dạ. Thấy con giục đổ đó là chạy là giục y chang vậy luôn. Dạ, như vậy là khai luôn rồi đó. Bả còn cái tật bừa bộn nữa. Đúng không? Dạ. Ổng cũng con, bừa bộn luôn. Con mà để đây là cũng để theo y chang con vậy đó. Rồi con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Dạ, tức là con muốn là chồng của con là bớt cái giống như khi mà mình nóng tính là mình phải kiểm soát được cái từ ngữ của mình chứ mà không phải mình nóng tính là mình có thể thốt ra được những cái từ tại vì khi mình nói xong rồi mình đâu có rút lại được đâu. Đúng rồi. Giống người nghe thì người ta đã nghe xong rồi mình không có rút lại được cho nên là cái tính đó nó phải dằn lại bớt mình nói gì mình phải suy nghĩ mới được chứ cô mình... hiểu rồi có nghĩa là cọc thì cọc nhưng mà cho dù con có bực mình mấy đi chăng nữa con phải chú ý cái từ ngữ của mình đó đúng không dạ. Mình xài nhiều khi những cái từ làm cho người ta bị tổn thương á dạ. Là sau này là mình hối hận
thì cũng đã lỡ rồi, đúng không? Dạ. Giống như mẹ đừng làm con nóng lên nha. Kiểu là mốt là né mấy cái chữ tương tự vậy. Kiểm soát lời nói vậy đó. Ừ, cặp này nó cũng ấy quá. Dễ thương quá. Nó dễ thương quá. Nó trẻ quá, cũng đang công việc cũng đang thuận lợi nữa. Thôi thì bây giờ trước khi chia tay, chúc thôi em chúc đi. Thì chú Quốc Thuận cũng chúc cho hai vợ chồng con nha, sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa. Mọi người sẽ bớt một chút ha, bớt một chút rồi hiểu nhau hơn để mà còn có em bé nữa chứ. Chúc cho hai vợ chồng trong năm nay thôi hoặc là đầu năm sau sẽ có tin vui. Em bé sẽ đến với hai vợ chồng. Vui cửa vui nhà và làm ăn phát đạt nha. Cảm ơn bé Bánh nó tên nhà là bé Bánh hoặc là bé Đơn. Vậy ha, chúc để chúng ta sẽ gặp lại nhau.